Vậy là giờ kêu mẹ luôn. Con kêu mẹ được không cô? Sướng quá ta. Rồi. Rồi mình tự giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Trần Thị Phương Nguyên, em 30 tuổi. Công việc hiện tại là công việc tự do ạ. Tự do là dạ, là em có thể là trang điểm và có thể làm công việc về sổ sách kế toán hoặc là những công việc khác ạ. Việc gì làm cũng được. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Mời bạn trai. Chào bạn. Dạ. Chào anh Quyền Linh. À, chào chị Cát Tường và chào các hả các quý vị ở đây ạ. Bạn tên gì? Dạ em là Trần Nguyễn Hải Quang. À, năm nay 29 tuổi. Hiện tại đang làm cho tư vấn tài chính cho Daiichi Life Việt Nam ạ. 29 tuổi. Dạ. Bạn kia 30 tuổi có vấn đề gì không? Dễ thương là được rồi anh. Dễ thương được luôn. Dạ. Yên thì sao? Yên có ngại không? Nếu mà bạn trai nhỏ hơn mình 1 tuổi Yên ngại gì không? Dạ không. Em cũng bây giờ thời buổi hiện đại rồi. Chứ quan trọng là mình có hợp nhau về tính tình, về mọi thứ là ok. Tuổi tác không quan trọng. Nhưng mà từ xưa giờ mình có mối tình nào chưa? Tình đơn phương không mà chị? Đơn phương là sao? 30 tuổi chưa có một mối tình nào? Có rất nhiều bạn theo cũng làm quen với em. Nói chung là hẹn hò này kia nhưng mà có lẽ là do không hợp á. Lý do em nghĩ tại sao em ế? Chắc có lẽ khó tính. Em muốn người bạn trai đó là phải thẳng thắn, thật thà, trung thực, bộc trực. Không có nói chuyện bao qua chích chè. Có bao qua chích chè không? Em có bao qua chích chè đâu. Bao qua chích chè hả? Dạ. Trước đến giờ thì em cũng có trải qua được hai mối tình ra. Một mối tình như vậy quen bao nhiêu năm bạn? Dạ, mối tình đầu tiên của em thì quen cũng được khoảng 3-4 năm vậy đó. Lý do sao chia tay? Cảm nhận của em á, do khác biệt về vùng miền anh. Nghĩa là do quan niệm của bác trai đó thì cũng hơi đòi hỏi hơi cao. Mà em là miền Nam đó, tự ái lắm anh nên em cũng... Từ em bỏ? Em không có bỏ ạ. Chứ ai bỏ? Bạn gái em nói tiếng chia tay trước à. Nói tiếng chia tay mà cười vậy đó. Còn bạn thứ hai? Bạn thứ hai thì do bạn đó nhỏ hơn em 8 tuổi, còn đi học đại học á. Nên em cũng muốn dành thời gian cho bạn đó học hành cho tốt. Sao hai mối tình dài như vậy mình rút được kinh nghiệm gì? Nếu như đến mối tình thứ ba để cho nó chắc chắn, mình sẽ cần bổ sung những điều gì? Quan trọng là hai bên phải hiểu nhau, tốt với nhau. Thứ hai nữa là phải cùng nhau đi lên, cùng quan sát cánh với nhau thì nó sẽ bền lâu nhiều hơn. Mà ưu tiên cái là mẹ em nói có một câu là con dâu về là phải biết cười là được rồi. Em cười hơi bị nhiều anh ơi, chịu được không anh? À, thứ hai nữa là phải biết chăm lo cho cuộc sống gia đình đó, là được rồi. Anh ấy thích người phụ nữ hay cười. Thế Hương giới thiệu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình một chút xíu. Sẽ thích nấu ăn. Em nấu bún bò, hủ tiếu, nam vang, bún mắm. Nói chung cũng được một chút ít. Bún mắm. Trời, biết nấu bún mắm luôn hả? Dạ, có dịp em sẽ nấu mời anh ăn ạ. Cái đó cũng là hy vọng được sớm. Em rất thích chỗ tài nấu cho người khác. Nhưng mà mình có đặt ra cái chuẩn mình tìm bạn trai mình là người như thế nào không? Chuẩn người bạn trai là phải giống từ 50-60% như ba em. Nhưng ba em là người như thế nào? Ba em đó là người rất là bộc trực, thẳng thắn, chịu thương, chịu khó, biết chăm lo cho gia đình. Nói chung là rất là sốc vác. Công việc gì cũng có thể làm được, không có e ngại. Ba em cao mét mấy? Ba em cao cỡ 1m7 đó anh Quyền Linh ạ. Trắng hay đen? Ba em thì nước da ngâm, tại ba em làm bên công việc là thợ hàng anh. Có hay cười không? Ba em thì cũng bình thường thôi. Bạn này cần hay cười. Vậy bạn luôn luôn đáp ứng cười từ sáng đến chiều được không? Không, cái đó người ta tưởng em bị tửng anh. Sớm xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Phương Nguyên bên đó. Về chiều cao thì em đáp ứng chắc cũng gần được. Em cao 1m71. Được. Da em thì trắng hơn. Còn bộc trực, thẳng thắn thì đương nhiên mình phải có rồi. Cái nghề nghiệp của mình là bắt buộc mình phải như vậy. Em được cái em nói chuyện rất là chân thật. Có sao nói vậy, nói đúng để mà tư vấn khách hàng thôi. Khuyết điểm của mình là gì? Đôi khi cách nói chuyện của em không được hay cho lắm. Thứ hai nữa là không có điểm dừng. Vui đà quá trớn, không có điểm dừng là vui đà ở chuyện gì? Cái này mệt rồi nha. Ví dụ như là hay ghẹo chọc rồi đó chị, thì em cũng ghẹo cho tới luôn. Với bạn bè thì không dừng được, chứ với bạn gái thì mình làm gì phải có dừng nha. Dạ đúng rồi. Sao lý do nào bạn lại chọn đến với chương trình? Thì bà ngoại của em á, 80 tuổi rồi, thì coi cái chương trình thì kêu là làm gì làm phải cho cô ngoại ăn cưới, ngoại già rồi đó. Ông ngoại đâu em? Dạ ông ngoại là đã mất rồi ạ. Lâu chưa? Dạ ông mất cũng 6 năm rồi ạ. Bữa nào giới thiệu bà ngoại chơi chương trình nha. Hôm nay có ai đi không? Có bạn em ạ. Bạn em? Rồi dạ. Mình hỏi bạn em cái nào. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn làm chung công ty luôn hả? Dạ cùng quê anh. Cùng quê.
Bạn thấy bạn của bạn như thế nào? Có nhiều cô gái đeo đuổi bạn này không? Giờ đẹp trai, nói chuyện hay vậy á. Nhưng mà bởi vậy ai cũng nghĩ vậy, ai cũng sợ đâu dám đeo. Ủa gì kỳ vậy? Sợ có nhiều người đeo quá. À, người ta sợ nhưng thực chất có coi như là mang tiếng đó đúng không? À, có tiếng không có miếng. Bạn ấy có không không, có đào hoa không? Đào hoa đâu có ế tới giờ. Thấy cô gái một kiền sao? Thấy tính tình thì chắc cũng hợp nhau á. Mẹ có đi theo không? Dạ có hả? Mẹ đâu? Dạ mẹ ngồi ở đây ạ. Dạ chào cô. Cô ơi, cô có đặt ra tiêu chuẩn con rể tương lai cho con gái mình không cô? À hả, con nó chịu đâu thì mình cũng chịu theo nó. Thì nó thương ai thì mình cũng chịu chứ. Nhưng mà cô chịu nhưng mà chú nhà thì sao? Cũng dễ lắm. Nếu mà dễ vậy sao xưa giờ mình chưa có kiếm được ai ở nhà, không có mai mối hay là chung quanh chòm xóm có ai làm tự mai gì cho... Người nó hơi khó tính, thành ra cái nó rất là đàng hoàng, nó không có mà cười cợt giỡn hay hoặc là đi chơi đi bời gì đó, thành ra nó ít có bạn. Dạ. Có gì đi. Dạ chào cô ạ. Chào gì cô đi. Lần đầu cô thấy con thì cô thấy sao con? À, cô Việt con rồi đó. Cô Việt con. Anh ở về nước nào mẹ? Em đẹp trai phải làm sao là cao ráo hay như thế nào? Mẹ Việt chỗ nào vậy mẹ? À, mẹ Việt á là nhìn mặt thì dễ thương, rất là dễ thương. Còn cao ráo thì tốt. Còn tính tình mẹ thấy như sao? Bây giờ thì mẹ thấy nói chuyện thì rất là hiền lành. À, nhưng mà sao thì mình đâu biết được phải không con? Cái này giống mẹ anh này quá vậy, mà giống mẹ cô này vậy. Dạ cảm ơn cô đã con coi, cô làm con tò mò quá. Trời ơi, chào sướng chị. Quá ha, mẹ gì hết trơn vậy đó hả? Vậy là giờ kêu mẹ luôn. Con kêu mẹ được không cô? Sướng quá ta. Trời ơi, trời ơi. Vậy đâu cần ông mai bà mối chi nữa trời. Có vô mẹ đây mẹ luôn, chịu luôn đây. Rồi gặp mẹ này là ngon số 1 luôn. Mẹ số 1 luôn. Rồi có chuẩn bị tinh thần, ví dụ như đám cưới trong một năm nữa thì mình có đám cưới đồ kịp không? À, chứ cần cưới thì là có người lo. Trời, sướng vậy. Lo sao lo à, ở nhà chuẩn bị sẵn gì rồi? Em nghe nói đâu đại nguyên sân vận động. Bản thân đâu. Em là em đã thích lấy vợ chưa? Dạ chưa chị. Nhưng phải có thời gian để tìm hiểu. Lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để dâu ngày, gió thổi nó bay. Đã là của mình thì là của mình thôi chị. Rồi được rồi, biết rồi. Được một năm mới được em. Wow, lâu quá. Để anh coi thử anh nha. Dạ, chào anh Minh Linh. Phải cưới sớm hả? Thì em đặt ra mục tiêu là một năm vậy thôi, nhưng mà hợp thì có thể tiến đến hả? Vì do công không seri. Chứ là công seri nhiều lắm. Dạ. Hay. Bây giờ chúng ta đã giao lưu với nhau hết rồi, bây giờ nghe hết rồi. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau. Có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Để mình xem cái nhìn ban đầu như thế nào. 2 phút bắt đầu. Chào. Ngày đầu tiên gặp thì có bó hoa xin gửi tặng ha. Dạ, mình cũng có món quà mình muốn gửi. Đây là món quà nhỏ nhỏ mình tự nấu, muốn gửi đến. À, nấu ăn luôn hả? Dạ, chỉ có là rau câu đơn giản thôi. Vâng, rồi, cảm ơn. Thế Phương Nguyên thì Quang là người như thế nào? Mới đầu gặp thì nghe cái giọng hơi lớn. Ừ. Thì nghĩ chắc cũng không đẹp trai gì lắm. Nói chung là nói chuyện cũng hơi hơi khéo. Y suy nghĩ là không biết anh chàng này có đào hoa lắm hay không. Tại vì sợ đào hoa lắm mắc câu mối mình khổ, mình ghen mình khổ thôi chứ không có gì. Nếu mà quen với Quang á thì cái việc ghen á thì nên kiềm chế bớt nha. Tại vì Quang đi gặp nhiều khách hàng lắm á. Nói chung là mọi đối tượng bị gặp hết. Theo bạn thì suy nghĩ như thế nào về sự tôn trọng? Ví dụ như người mình yêu kiểm soát là ví dụ như đi đâu này kia, hay là kiểm tra tin nhắn điện thoại này kia. Việc đó thì việc đương nhiên thôi, nhưng mà phải có mức độ nào đó. Vậy là mình không chấp nhận được rồi, mình không có thích vấn đề là mình rất là tôn trọng. Ví dụ là mình bạn đi đâu thì mình cũng phải cho mình biết đi đâu chứ, mình khi lo lắng thì sao? Đúng rồi, nhưng mà mình không thích là khi mà quen nhau là cứ kiểm soát nhau, là mở điện thoại của nhau. Thì đó là không, ok. Còn không? Khi ví dụ như hai người giận nhau thì ai sẽ là người làm hòa đầu tiên? Lỗi do ai? Ví dụ bây giờ là lỗi mới do Quyên mà bắt Quang chịu sao được? Giận nhau là Quang bỏ đi thôi à? Vậy là càng không được nữa, bỏ đi qua nhà người khác sao? Vậy là còn mất người yêu sớm nữa. Đừng có đa nghi vậy tới. Khi giận nhau là phải gặp nhau trực tiếp với nhau, là phải cùng nói chuyện. Hỏi không được, thọt cái ngưng lại. Để nó cãi đi. Nhau á. Cãi nhau tìm ra quan điểm mà cứ cãi. Vì em rất bộc trực. Rồi, tiếp hiệp 2.
khi người yêu mình hay là chồng mình á, cái giận đừng có chớ hề mà cho người ta đi ra ngoài. Bởi vì sao? Cái trường hợp mà xác suất mất người yêu mình ha, tới 90% lận. Bây giờ là nghe theo lời của trái tim mình hay là nghe lời người ngoài? Không, cái đó là sự thật rất là đúng. Cái tánh mình rất là nóng tính. Có sợ không? Không. Tại sao? Giờ mình dài hơn, mình chạy nhanh hơn. Chơi dài. Không được, vậy không được. Ỷ vào chiều cao hả? Không được. Trong tình yêu á, quan trọng là cái sự tin tưởng và chân thật với nhau mới là cái điều quan trọng. Dù cho người này hay người kia có nói gì như nữa, quan điểm của mình á, là phải giữ cho đúng. Mình yêu nhau, mình thương nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Còn nếu mà cứ nghi ngờ lẫn nhau, giận nhau mà đi qua nhà người khác, tốt nhất là đừng có quen. Đó, vậy là giờ rút kinh nghiệm được rồi phải không? Hết đi rồi phải không? Cho Quang nói nha. Không biết ai đó đã xui cho chúng mình gặp nhau ngày hôm nay. Thì thôi, cứ chương trình thì mình cứ hẹn hò nhau thử đi. Thì cũng cho nhau một cơ hội. Ok. Vậy bấm luôn đi, nói gì nữa. Hai người nói ngọt xớt à. 3, 2, 3, 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay đi, rồi tôi mới nói một câu này chân thành lắm nè. Nắm tay đi. Cảm nhận sao? Hơi ấm ấm. Cô á, cô bớt nói lại một chút. Hồi nãy giờ hai người nói chuyện mà ở dưới á, mẹ của cô á là nhìn các tường á là ý là kêu nhắc cô nói ít lại, sợ bạn kia sợ. Mà hiểu không, hiểu không? Hiểu cảm giác mẹ mình ngồi dưới không? Cô bớt lại một chút đi, mới có ngày đầu à. Cô vừa thôi nha. Đâu muốn giữ hạnh phúc của mình. Đừng ăn hiếp nha. Ăn hiếp quá không có được. Đây, vé xem phim gửi tặng cho hai bạn. Dạ, cảm ơn. Chúc hai bạn sẽ có những thời gian thật là vui. Chào. Mời anh ngồi. Hôm nay em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một chương trình như em rất là mộ. Em có 4 bó hoa tặng anh chị. Mong chương trình càng ngày càng phát triển và đưa nhiều cái niềm vui tới những cặp đang FA như tụi em. Thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chị Cát Tường bên kia nhận bó hoa này, chút xíu mình sẽ trao lại chị Cát Tường ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Từ xưa giờ lần đầu tiên cặp bó hoa hồng. Cảm ơn. Gì vậy Linh? Anh xúc động quá. Khóc rồi hả? Muốn khóc luôn. Đó giờ đâu có ai tặng hoa hồng cho anh đâu. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn tên gì? Em chào chị, em xin chào quý vị khán giả. Em tên Thanh, hiện đang là nhân viên văn phòng, làm ở quận nhất. Năm nay em 27 tuổi. Rất đặc biệt anh Linh. Hồi đó giờ trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình thấy là đến là trang phục và áo dài, áo đầm, đúng không anh? Đúng rồi. Sari rất là nhiều, nhưng mà hôm nay bạn gái trang phục rất là đặc biệt, em thấy rất là ấn tượng. Tức là vừa kết hợp áo đồng, sa rê, quần sọ rồi kia. Nói chung là có cây tết vô mốt. Anh tên là gì? Dạ em tên là Bình. Bình. Dạ em năm nay là 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp là kỹ sư tàu biển. Kỹ sư tàu biển. Đơn vị công tác là công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn. Bên kia là Thanh, bên đây là Bình. Hai người kết hợp nhau. Thanh Bình. Được ha. Tôi nghĩ rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhiều người đẹp, sẽ có nhiều cơ hội để có nhiều tình yêu, sẽ có nhiều cái sự thăng hoa. Nhưng mà anh ngồi đây thì tôi không hiểu tại sao. Dạ đúng rồi, không phải là lần đầu tiên anh nói câu này. Rất là nhiều người trước tới giờ quá khứ đi học và đi thực tập đi làm, em đã có mối tình, hai mối tình, nhưng hoàn toàn đều dừng lại ở những cái mối tình gọi là chớm nở vụt tan. Anh có tìm ra lý do đó không? Dạ cũng có nhiều hoàn cảnh lắm, nhưng mà sau khi đu kết được lại em nghĩ là em thích một cái mối tình như truyền thống thời xưa, tức là phải có ông cơ bản. Và tới chương trình này thì không phải là ngẫu nhiên, mà em thấy là có hai người, anh Quyền Linh và chị Cát Tường, từ cái tên và từ cái tính cách, từ cái cách sống và cái phong cách thì em nghĩ là hai thần tượng từ nhỏ của em, đặc biệt là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nói cái này tôi mới chú ý nè. Bây giờ họ không cần ông mai bà mối nữa. Đôi khi họ tìm hiểu qua Facebook, họ tìm hiểu qua nhắn tin, qua tất cả phương tiện truyền thông rồi. Hình như ông mai bà mối mất dần rồi, đúng không? Và bạn nhắc lại tôi mới nhớ, hình ra bây giờ Bạn Muốn Hẹn Hò làm sống lại cái giá trị truyền thống của ta ngày xưa, đúng không? Vậy là hai đứa mình cũng bắt đầu là có giá lại rồi đó. Có giá. Em ơi, bình thường thì ngoài cái giờ làm việc trong nơi làm việc của em thì em làm gì? Dạ, hồi cách đây mấy tháng thì em có đi học khiêu vũ.
học khiêu vũ. Dạ. Em thích về nghệ thuật. Dạ, em thì biết hát chút chút. Hả, hát hay không? Dạ, chắc cũng được. Hát thử một câu được không? Rồi, làm đi. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa. Hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng ngày mai. Rồi ngày mai được rồi, tôi chỉ ngày mai. Đang hay quá mọi người, ngày mai dừng lại. Ngày giọng mai hát rất là hay. Được không? Em hát được nhưng không hay, em làm thơ nhưng không hay hơn. Làm thơ rồi. Rồi cho bài thơ nghe đi. Bài thơ này thì không có gì sướt mướt, không có gì ướt áp về chuyện tình yêu, chỉ bài thơ thực dụng. Hôm nay tôi được tới đây tham gia bàn muốn hẹn hò cùng nhau. Chào anh chị, chào trường quay, chào người bạn gái quay chung lần này. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người bạn trai đó, nhìn mạnh, bề ngoài thì mạnh khỏe một chút, vạm vỡ một chút xíu, nam tính. Cao khoảng cao hơn em chắc cỡ 1m7 trở lên thì đứng nhìn nó xứng. Bên đây 1m9 lận. Chị thấy em xinh như vậy, năng động như vậy mà sao không có bạn trai, sao mà ế được ha? Dạ trước đây có chứ chị, nhưng mà đại gia không hợp á, xong rồi hai bên chia tay. Chia tay bao lâu rồi em? Chắc cũng 1 năm. Bạn gái bên đó đã có cái yêu cầu về người bạn đời của mình. Vậy thì theo anh thì bạn đời của anh sẽ là người như thế nào? Bạn đời thì nói chung nói là yêu cầu thì em không có yêu cầu. Em chỉ cần một người biết chia sẻ và thông cảm. Tại vì con người không phải là cỗ máy. Mọi vấn đề cuộc sống nếu mà chân thành, chân thật và chân tình tới với nhau thì con người ta có thể dung hòa. Trước khi chị nhìn mặt thì cho chị biết cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình. Em không thích người bạn trai nhìn quá mập hoặc là quá ốm. Không thích mấy bạn trai mà đầu hói. Hả? Nói lớn lên em. Đầu hói. Bên kia có hói không Linh? Hói. Dạ. Bên đây hói nửa đầu luôn. Làm sao? Rồi gì nữa em? Nhìn ăn mặc không có không biết cách ăn mặc á, không biết ăn mặc để phù hợp với mình á, mặc nhìn nó anh ăn mặc lôi thôi quá. Không phù hợp. Chị nhìn em mà chị thấy em ăn mặc là có gu rồi đó. Rồi bên kia sao đây? Giờ muốn gì bạn gái mình là có ghét cái gì không? Có không thích cái điều gì không? Dạ em nói chung gặp ban đầu á thì em ghét nhất là người bạn gái mặc áo 2 dây. Mặc áo 2 dây. Bên kia chắc không có dây nào á. Quá đơn giản. Rồi, thôi đơn giản vậy để tôi qua tôi coi có đầu hói hay không nè. Hói cái thì khỏi coi mặt. Đầu hói, không mập mà không ốm. Có thuốc trị không? Để chị nghiên cứu coi nha. Rất là lịch lãm. Đúng là hợp với người đọc thơ, đọc văn đó anh. Dạ, đặc biệt rất là ấn tượng. Chỉ có điều đầu hói thôi. Cái gì cũng được hết trơn. Bây giờ cái điểm đó chị cũng không biết làm sao cứu chữa được nữa. Chị cũng bó tay rồi, cho tùy em đi. Chào bạn. Chào anh. Thí dụ như người đó yêu chị dữ dội, bạn dữ dội luôn. Rồi bạn cũng có cái tình yêu đối với người đó. Đầu hói đâu có mắc mớ gì mà không yêu. Dạ thì đó là cái suy nghĩ của em thôi. Còn nhưng mà nếu mà tiếp xúc á, thấy bạn đó có những cái tính cách tốt hơn thì có thể là em bỏ qua. Đúng rồi, mình yêu cái tâm hồn đúng không? Yêu tính cách đâu phải yêu cái đầu. Đầu có tóc con tóc đâu quan trọng đúng không? Đúng. Anh nghĩ là như vậy nhé. Tại tương lai Linh cũng sắp rụng hết tóc rồi anh mới nói vậy. Thôi mình cảm nhận là một chuyện. Có tóc không có tóc không thành vấn đề. Vấn đề là ở cái nhìn đầu tiên hai bạn có trao cho nhau những cái thiện cảm, những cái tình cảm, những sự đồng cảm với nhau hay không. Rồi xin mời màn kéo lên. 2 phút để nhìn nhau và 2 phút để quyết định. Bắt đầu. Chào em. Chúng ta cùng cảnh ngộ đều là những người vốn mắt. Dạ. Em thấy sao khi người ta nói mình là vốn mắt? Em thấy bình thường anh, tại vì em thấy vốn mắt rất là nhiều mà rất là dễ thương. Công việc của anh có đòi hỏi anh phải nhậu không? Nhậu em. Anh có hai cái mà theo ba anh nói là hơn ba. Không hút thuốc, tức là từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ anh ngậm một điếu thuốc. Và không được uống rượu, không uống được rượu chứ không phải là không được uống rượu. Yeah. Còn bia thì cũng tầm tạm, có thể nói là cao đô. Tôi tưởng đâu không có rượu bia. Trước đây anh có bạn gái đúng không? Nhưng mà dạ. Lý do hai người chia tay là sao anh? Thì sinh viên mà em như em vậy thôi. Ai phải có cái quá khứ là cái nền tảng này mình bật lên cao hơn, xa hơn. Thì trước đến giờ có khi nào mà anh thương một người mà người đó không thương anh không? Anh không có định nghĩa về tình đơn phương em. Anh chỉ có thương một người mà người đó không thương anh, đó là trang nhật ký của anh. Hết chưa? Quá hay, không còn gì để bàn cãi. Anh muốn hai người nói nữa đó chứ. Thôi, không có gì để nói nữa cả. Hai người ní luận hay lắm. Một,
2 3 Hết thời gian. Bạn trai đã tặng cho bạn gái một hoa hồng, còn anh sẽ tặng cho... Quỳ xuống cầu hôn đi. Bạn gái trong bạn muốn hẹn hò một bó hoa hồng. Em cảm ơn anh Linh. Chúc em mau có tặng. Cưng dữ. Có khi mình thích á, sau này mình cưng nó, mình đợi nó phải về lại á. Vậy hôm nay thì lúc mà anh hai em đến đây thì em cũng hy vọng là anh hai em và chị có cho nhau những cơ hội mà quen tìm hiểu nhau. Em cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, cảm ơn em gái. Su su nào vậy? Su là một con chó giống poodle màu đen. Thôi được rồi, hiểu rồi, hiểu không? Em biết mấy người, em thích chơi không biết mà. Chơi chó mèo luôn hả? Dạ, xin được cho mèo. Có chơi thú nhúng không? Thú nhúng cũng là nhúng vậy. Biết thú nhúng hả? Trời đất ơi. Rồi bây giờ kéo rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Đó, hai bên cái thú nhúng gì đó, bắt đi đi. Bên mặc áo nổi quá ha. Đúng rồi. Để cùng nhắn với anh xuống xem đó. Thì cũng có những điểm giống với mình mô tả đó chứ. Mình cũng khá cao, 1m75. À, vậy là hơn 1m7 rồi. Ở nhà bạn biết nấu cơm nhưng mà có hay nấu cơm cho ba mẹ ăn không? Do tính chất công việc thì mình đi ở ngoài nhiều và ba mẹ nói, nhưng mà những lúc cuối tuần á thì tự tay làm mấy món ăn. Cảm ơn anh em mà bình thường. Dạ. Anh em. Bình thường thì nhưng mà bình thường anh đi làm thì mấy giờ về? Thường mình phải tăng ca đến 7-8 giờ. Là ngày nào cũng vậy luôn ạ? Đôi lúc một tuần chắc cỡ 2-3 buổi. Dạ, tại vì tại có nhiều hồ sơ giải quyết cũng gặp thế nào. Dạ. Biểu diễn võ thuật cho anh coi anh nể rồi. Dạ cũng vậy. Em xin phép cởi giày ra xíu ạ. Dạ, dạ, sân khấu cũng hơi nhỏ nên em cũng muốn một vài đồ cát sơn thôi ạ. Thôi má ơi, làm cái bàn tay nãy rồi. Ghê ghê nha. Gắt cửa. Em làm được không? Em làm được không? Em bỏ lầu. Phải ra muốn vòng cho coi coi. Không rồi, em không nhớ rồi. Hả? Em không nhớ. Em biết được tôi cũng sẽ lấy em đây. Bạn nào cảm nhận sao? Cảm nhận bạn nữ như thế nào? Chị rất là dễ thương. Đẹp. Dạ không, cái này nhờ mít khóc thôi ạ. Chào. Có tình tình có gì? Rồi, được rồi. Trước mắt giờ thấy ổn rồi, giờ tâm sự đi. Chuyện tình yêu như thế nào? Quan điểm về hôn nhân, con cái, gia đình như thế nào? Nói trực tiếp với nhau đi. Chị gì vậy? Không là đậu cũng được. Chị đâu đây chị? Không, chị trước đi rồi đó. Hồi anh, chị, anh yêu em. Xu hướng mới bây giờ là vậy. Hiện chị đang công tác ở... Hiện tại thì mình đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, mình ở Gò Vấp á. Mình ở Tân Bình cũng gần. Cũng gần. Ngày xưa thì mình cũng ở Tân Phú mà mới chuyển lên rồi. Bình thường ở nhà rảnh bạn làm gì? Ở nhà rảnh thì coi phim hoạt hình. Đúng rồi, thành á. Được. Ở nhà mình cũng hay coi phim hoạt hình lắm. Mình có biết phim Pokemon.
Như sắp tới có phim Pikachu gì đó. À, đúng rồi. Này tính thiếu người đi chung. Nói chuyện tình yêu hẹn hò coi. Bình thường ở nhà thì mình cũng có chơi game á, không biết bạn có chơi game không hả? Bạn đánh Liên Quân hay là... Mấy cái đó mình chơi hết á. Ủa sao tới đây nói chuyện ăn chơi không vậy? Người ta vô chuyện tình yêu với anh Hoàng, thấy không? Bây giờ mình cảm nhận thế nào? Rồi đó mình coi hẹn hò đâu, em rảnh mấy giờ, em thích cái gì? Tự nhiên rủ đi chơi game, rồi Doraemon, Vân Lam. Cái đó là hoạch định hẹn hò sắp tới đó anh. Bình hả? Nói về Bình nè ha. Ông kia chủ động lên coi, mẹ lên coi. Nói đi. Làm như ông xỉu luôn nha. Cái cây xương rồng mà mình tặng cho bạn á, thật ra nó cũng thể hiện một phần tính cách của con người mình. Ngoài cứng trong mềm đúng không? À, không phải đâu, thật ra là ngoài bề ngoài xấu xí, gai góc, lúc mà chạm vào thì sẽ rất là đau, nhưng mà bên trong thì nó mọc nước. Em rung, không biết nói gì. Cái tình yêu đến từ ánh mắt đi. Trời ơi, ánh mắt cái gì ánh mắt. Bây giờ hỏi em nè, em thích gì? Em thích làm gì? Em thích đi đâu? Em thích cái sự lãng mạn khi tổ chức sinh nhật hay không? Ví dụ hẹn hò, em muốn hẹn hò ở đâu? Hỏi đi. Em thường mình thường hay nếu rảnh thì đi cà đi mình đi cà phê hay là đi đi xem phim để hẹn hò, thì bạn bên ấy có chịu không? Thì nói chuyện này mình dễ dãi lắm. Nên mình không có đòi hỏi, ví dụ như tới sinh nhật của mình á, nếu như mà bạn bận quá bạn có thể nói ở hôm đó mình bận mình không tổ chức được, không sao hết. Không cần nhận bạn đâu. Đúng rồi, đừng có nhờ người nào người kia hay là bận quá mà không nhắn tin được là anh yêu em gì mà nhờ bạn nhắn tin giùm, là cái đó không được nha. Không, cái đó đương nhiên mình phải nhắn rồi chứ, mà để bạn nhắn được. Thì nếu nhớ thì tặng cho một món quà hoặc là nhắn tin một cái cũng được, cảm thấy vui rồi chứ đừng nhờ người khác. Đây là cái gì mà làm được. Quan điểm của bạn thế nào về con trai kiếm ít tiền hơn con gái, kiếm ít lương hơn con gái? Cái đó mình thấy cũng bình thường thôi. Thì nếu như mà tức là cố gắng hết sức rồi á mà không làm được thì nó khác với cái vấn đề là có khả năng nhưng mà không chịu làm việc, không chịu kiếm tiền. Tương lai bạn có chịu xuất ngoại cùng với mình hay không? Cái vấn đề của mình ở đây chỉ là tại vì mình không có giỏi về ngôn ngữ nước ngoài nhiều quá. Mình chưa từng tiếp xúc với tiếng Hàn. Thật ra là chỉ cần tiếng Anh, với lại mình qua bển trước cỡ nửa năm thì mình ổn định rồi mình sẽ đem bạn qua luôn. Những cái đó thì mình không sao hết. Sao là nghe, sao là nghe. Vừa nói thì sao cho người ta mới đi theo chứ trời ơi, bây giờ phải tỏ tình, phải hẹn hò như thuyết phục chứ ngồi im không hả? Nói rõ quan điểm. Mà biết tiếng Hàn đúng không? Tiếng Anh. Tiếng Anh thì biết nhiều hơn. Dùng qua nói tiếng Việt không được, nói tiếng Anh đi. Chán lưỡi luôn à. Giờ đó, thật ra thì giờ tiếng mình nó đang đọc rất là nhanh. Không biết. Giờ tiếng Miên nó nói cũng không được. Vậy làm sao giờ thuyết phục bạn gái sao được? Để cô bấm nút chứ cũng phải đi theo mình chứ. Em thấy cô gái trước mặt em nó quan trọng thế nào với em? Cảm nhận đó. Cái đúng, đúng 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 mình mẫu lý tưởng lúc mình muốn lên đây. À đúng là mẫu lý tưởng. Bây giờ thật sự trong con tim mình nó có thay đổi gì gì chưa? Có rung động gì không á? Thì nãy giờ em đọc chứ đâu có người gặp đâu chị. Nhưng nó đọc có thay đổi khác thường không? Có. Nó rộn ràng. Nó rộn ràng đúng không? Em cứ nói thật đi, thật sự em có thích cái người đối diện không? Có. Có. Thích nhiều. Thích nhiều luôn. Bây giờ mẹ em gãi cái tay rồi ha. Thôi rồi, bây giờ em muốn nói với cô ấy một câu gì đó
rồi chúng ta sẽ quyết định thôi. Em nói một câu gì đó bằng lấy lòng của mình. Hứa thì em không hứa, nhưng mà em muốn cuộc tình này chúng ta có thể kéo dài hết sức có thể. Mình chỉ có một cái yêu cầu là nếu như giống như hồi nãy bạn nói á, là có cái gì ở trong lòng thì cứ nói hết ra. Đúng sai hay là hài lòng không hài lòng mình tính sau, chứ đừng có giấu. Rồi với lại mình cần một sự tin tưởng vô điều kiện á. Có những hành động mình làm có thể bạn không hiểu thì cứ hỏi, chứ đừng hiểu sai hay là không tin tưởng. Đừng nghi ngờ. Không, tin tưởng thì chắc chắn tin tưởng 100%. Thì nếu thì đã yêu thì đã quen. Hết thời gian. Ông tâm sự bạn gái của tôi ngủ luôn đó trời. Ông nhìn xuống không dám nhìn lên thẳng mặt bạn gái nữa. Đặt tay vào nút bấm nha. Bây giờ quyền quyết định của các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình, xem thực sự đây có phải là người sẽ cùng mình đi suốt cuộc đời hay không? Có phải đây là nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta bấm vì trái tim của mình nha, đừng bấm vì ai hết. Không quan tâm tất cả điều gì xảy ra xung quanh chúng ta, mà chúng ta phải kiểm chứng lại con tim của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Nói thì chậm mà bấm thì nhanh quá ha. Mới đến tới 2, hai đứa bấm hết trơn vậy. Thì tim bảo thì bấm thôi. Nó bảo đâu. Đây mình nói cái gì với mẹ của bạn đi. Tại chắc là con em run quá má. Nếu mà được tương lai mà như ổn thì con sẽ xin phép dẫn em ấy qua Hàn Quốc chung với con. Em ấy tên gì? Con nhớ tên em ấy không? Tên gì? Rung quá hả? Tên Rung hả? Tên gì? Hỏi đi. Tên My. Biết mà. Biết mà. Sợ dễ sợ. Sợ cháu trời nữa. Xin mẹ hôn em cái đi. Con xin phép gia đình cho con hôn My. Chưa hỏi chưa có gật đầu cơ. Làm nhanh vậy. Bây giờ hỏi xong để xem má bạn mi như thế nào. Hỏi lại coi. Hả? Má là bác. Bình kỳ má rồi. Má là bác. Má. Bạn hỏi mạnh mẽ luôn. Má là hai con hôn mi. Được không má? Chào cô. Chúng ta đã gọi là cùng chung nhịp đập đó cô ạ. Gật đầu đi cô. Nhất trí. Làm tiếp tục. Chúng con hả?